Đây là Insta360 Ace Pro mà mình vừa đi chơi bóng rổ này. Lướt sóng này. Trượt cát với nó về. Chúng ta cùng xem thử nó có cái gì anh em nhé. Sáng ra tìm thằng nào nhiều tóc chưa thấy đâu. Thật ra là từ trước đến giờ mình rất ít khi vlog bằng action cam, tại vì mình thấy nó hơi xấu. Nhưng mà chắc là mong là hôm nay có thể thay đổi một tí. Nên là action cam hay là camera hành trình thì chắc chắn chúng ta sẽ nói chất lượng trước rồi. Tại vì chính bản thân mình cũng nghĩ là những cái camera này thì quay ra hình hơi xấu một tí. Nhưng mà không, ở trên chiếc máy này nếu các bạn quay từ 4K 30 frame trở xuống, các bạn sẽ mặc định được bật chế độ HDR. Và HDR ở đây nó không bị quá đáng đâu nhá. Footage các bạn đang xem đây chỉ là footage quay ở 8 bit, nhưng các bạn có thể nhìn thấy là nó cân sáng rất là tốt này. Vùng sáng, vùng tối hiện chi tiết cũng khá là ok. Nhưng có một thứ nhá, mình nghĩ là chắc mình phải cho 10 điểm ở riêng cái khoản này. Không, 10 điểm hơi cao quá, 9 điểm đi. Đó chính là khả năng quay tối. Chế độ quay tối ở trên chiếc Insta360 Ace Pro này có tên là Pure Video. Khi các bạn bật chế độ này lên ý, thì nhìn trên màn hình các bạn vẫn sẽ thấy nó rất là noise, nó rất là nhiễu nó... Nhưng khi về các bạn xem cái footage ý, thì mình thấy rất là ok. Thì à, có một thứ mình cần thêm vào về cái tính năng Pure Video này, thì tính năng này nó được xử lý bằng chip AI làm nào để gọi là khử noise tốt nhất. Cái video các bạn đang được xem ý, thì được quay bằng chế độ bình thường, không có Pure Video gì hết. Còn bây giờ mình sẽ chuyển sang Pure Video cho các bạn xem. Ok, và đây là Pure Video với thông số như các bạn vừa xem. ISO và tốc độ vẫn y nguyên như vậy. Các bạn thấy sao? So sánh giữa hai cái video thì mình tin chắc chắn là cái Pure Video này nó có một cái độ denoise nhất định. Nhưng anh em nào quay phim chụp ảnh nhiều chắc chắn sẽ nhận ra là cái lớp denoise được add thêm. Nhưng lớp denoise là lớp denoise khá là chất lượng. Vậy là anh em đánh giá sao? Pure Video này có xứng đáng được đứng riêng thành một chức năng riêng trên chiếc action cam như này không? Nếu mà có thì đây hình như là chìa khóa để giải quyết điểm yếu của mọi action cam, thì chính là quay tối. Insta360 còn tự tin đến mức là đặt cho chúng ta một tính năng tên là Clarity Zoom. Khi đang quay, các bạn chỉ cần ấn 2 lần vào màn hình thì nó sẽ zoom vào cho các bạn. Quá tự tin về việc video nét và đẹp đúng không? Các bạn có nhìn thấy cái vòng tròn đỏ trên này không? Đấy, cái vòng đỏ này của Leica mà anh em, không nét không đẹp làm sao cho được. Tóm lại thì nghe toàn khen, nhưng mà với người dùng phổ thông ấy thì phải nói thật là mình phải khen chất lượng video từ chiếc máy này thật. File ra quay sáng khá là tốt, khá là nét. Tuy nhiên là ở trên chiếc máy này chúng ta không có picture profile là lock. Tất cả những gì chúng ta có làm chế độ màu flat ở trong máy, màu nó nhạt hơn một chút để anh em chỉnh màu thêm. Và hãng cũng nhắn nhủ là giảm cái sharpness xuống một tí nếu các bạn muốn đi và chỉnh sâu hơn trong video. Cái việc này nếu mà phân tích ra thì có cả mặt tốt và mặt không tốt. Mặt tốt đầu tiên ấy là không có file lock thì các bạn sẽ không phải dùng file lock. Nghe buồn cười nhỉ, đúng không? Nhưng rất nhiều người rồi, mình gặp rất nhiều anh em rồi, nhìn thấy cái file lock, nghe thấy người ta bảo là bấm vào file lock này, quay file lock đi nó đẹp hơn đấy, xong quay xong về không biết xử lý. Thế là video ra là thảm họa anh em ạ. Thêm đấy nữa, nếu các bạn tìm hiểu sâu hơn ý, thì file lock ở trên định dạng 8 bit thì nó cũng không để làm gì nhiều, không có tác dụng gì nhiều cho lắm. Đối tượng chính mà chiếc Insta360 Ace Pro này hướng đến ý, là những người dùng phổ thông, những người mà muốn quay video trên chiếc máy này, đưa ra điện thoại edit ngắn gọn nhanh một tí rồi dùng luôn. Cái chế độ màu flat sau này về chúng ta chỉnh sửa thêm nhẹ nhẹ một tí ngay trên điện thoại thôi là ok rồi. Nhưng nói gì thì nói, cũng có một chút buồn khi chúng ta không có profile lock ở đây, tại vì chúng ta sẽ khó cân màu hơn. Ví dụ trong một set đi, các bạn dùng một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp như này, một chiếc máy quay nữa, xong một chiếc flycam nữa, cả ba cái đấy đều có màu lock. Lúc này về các bạn sẽ cân màu giữa những cái thiết bị đấy giống nhau. Còn Insta360 Ace Pro không có lock. Nhưng mà thôi, chắc là hướng đến người dùng phổ thông thì thế này cũng là ổn rồi. Mình nghĩ là 8 điểm. Chất lượng âm thanh của chiếc máy này thì sao? Nếu các bạn định mua chiếc máy này để vlog, tại vì nó có cái màn hình lật ở đây này, thì mình có thể đảm bảo chất lượng âm thanh đủ để cho các bạn làm vlog. Bây giờ đi ra nắng xem. Ra nắng đây xong chúng ta sẽ cùng sinh. Bling bling bling. À, mặt trời chân lý. Có đem kem chống nắng nữa. Sợ không. Tôi có đem kem chống nắng nè. Tại tôi sợ vậy. Nét da. Tôi đem kem đánh răng. Đến đây chúng ta sẽ nói về tính năng mà mình tin là nhiều người không dùng, nhưng mà mình dùng, đó chính là dùng chiếc action cam này để chụp ảnh.
Mình có dùng chiếc này để chụp ảnh check-in với bạn bè mình. Ngoài ra mình cũng dùng chiếc máy này để chụp ảnh phong cảnh. Khá là bất ngờ khi ở trên chiếc máy nhỏ này nhưng mà chúng ta có chế độ chụp 48 megapixel, vẫn có file RAW và chất lượng ảnh ra thì rất ok. Nếu mà phải chấm điểm sẽ là 8.5, 9 điểm gì đấy. Tiếp đến, chúng ta sẽ nói đến vấn đề quan trọng nhất của Action Cam ngoài chất lượng video, đó chính là chống rung. Ở trên chiếc máy này chúng ta được chọn giữa rất nhiều mức chống rung, từ tắt này, thấp này, trung bình này và cao. Thật ra mình cũng thấy hơi khó hiểu là tại sao chúng ta phải tắt bật cái đấy, nhưng mà chắc là tắt đi để có cảm giác handheld cho nó giống máy ảnh bình thường hơn. Đợt vừa rồi đi Phan Thiết thì mình có thử rất nhiều môn với chiếc máy này và nhìn thử footage để xem nó chống rung như nào anh em nhé. Tí nữa mặt mình nó sẽ như thế này anh em ạ. Hạ xuống đây. Hiểu ạ. Bạn có thấy cuộc sống của chúng ta nó đơn giản hơn từ lúc chúng ta dùng cái này không? Mấy thằng cầm máy ảnh khổ thế không biết nữa. Nếu các bạn là người thích đơn giản ý, thì trên chiếc máy này nó cũng khá là đơn giản. Nó chỉ có một vài lựa chọn về góc máy cho các bạn chọn thôi. Từ Action là rộng nhất này, Ultra là hẹp hơn một tí, đỡ cong hơn một tí, và cuối cùng là D-Wrap. Nó giống như là chúng ta đang cầm quay máy ảnh thôi, nó không bị méo kiểu như là fish eye. Nhưng có một góc nhìn mình thấy là khá tiện, đó chính là Horizontal Lock. Với cái chế độ quay này thì nếu các bạn có nghiêng máy ảnh dịch sang trái sang phải một tí nó cũng không bị làm sao cả. Trừ khi các bạn dịch quá nhiều, quay cái máy thành dọc luôn chẳng hạn thì lúc ấy nó mới hiện rõ ra. Rồi, đó là về chất lượng hình ảnh, cái thứ mà nhiều người quan tâm trong Action Cam nhất rồi. Nhưng mà cái thứ hai chúng ta phải nói đến đó chính là độ tiện lợi. Thì chắc chắn là cái này thắng rồi, thắng rất nhiều hãng khác tại vì nó có cái màn hình này anh em ạ. Mình biết là đã từng có hãng khác có cái màn hình ở phía bên cạnh này để cho chúng ta có thể nhìn thấy là máy quay đang quay cái gì. Nhưng mà cái việc lật cái màn hình ra đằng trước ấy nó giúp ích rất nhiều tại vì cái màn hình nó to hơn. Ngoài ra với bạn nào mà đạp xe hay là đi xe chẳng hạn ấy, các bạn cũng có thể gập nó xuống như này để nhìn một góc từ trên xuống. Có cái màn hình này chắc chắn nó tốt hơn rất nhiều so với việc chúng ta chỉ có cái màn hình đằng trước thôi. Và nhá, không phải là Insta360X Pro cắt luôn màn hình đằng trước. Màn hình đằng trước bây giờ được dùng để hiển thị thông số. Thêm đấy nữa là cái đèn trạng thái ở phía bên này này nó cũng cho chúng ta biết là máy nó đang quay hay không. Ngoài việc tiện lợi với cái màn hình ra ấy, thì nó còn tiện theo một kiểu nữa. Các bạn có thể sử dụng một tính năng tức là voice control. Ví dụ các bạn bảo start recording là máy sẽ bắt đầu quay, stop recording là máy dừng không quay nữa. Còn tính năng nữa là gesture control. Các bạn có thể giơ 5 ngón tay lên để bắt đầu quay video, giơ 5 ngón tay lên lần nữa để dừng video, hoặc nếu các bạn chụp ảnh ấy thì giơ cái ngón này. Các bạn giơ này lên là máy sẽ chụp ảnh cho các bạn. Quá là tiện, đúng không? Kèm trong hộp chúng ta sẽ có một cái ngàm như thế này. Với cái ngàm này thì chúng ta có thể gắn vào chiếc 360X Pro này một cách rất dễ dàng. Đặt lên đây là nam châm đã bắt đầu hút vào rồi. Các bạn hãy nhớ là đừng như mình, lúc đầu mình đặt cái này lên ý, mình tưởng thế này là xong rồi. Nhưng mà không, các bạn sẽ phải ấn cho đến khi các bạn nghe thấy một cái tiếng cách một phát như thế. Thì bây giờ nó sẽ rất là cứng, các bạn không thể nào rút nó ra một cách bình thường được. Nhưng mà tất nhiên vẫn sẽ phải có cách để rút ra, thì các bạn sẽ phải bấm vào hai bên này, nghe tiếng kích phát rút ra như này, thế là xong. Ngoài ngàm này để gắn vào những phụ kiện camera hành trình ngày xưa ấy, thì chúng ta cũng có cái ngàm khác đi cùng để các bạn có thể dán cái này lên bất kỳ đâu. Và phải nói trước là cái keo 3M mà để dán cái này lên ý, siêu chắc luôn ý. Hôm trước mình đi lướt 6 mình đã nghĩ là mình dán cái keo 3M này lên trên cái ván mà mình lướt ra ngoài thế nào cũng lúc mình phải lặn xuống để mình tìm cái máy này, mà mình cũng chuẩn bị sẵn tâm lý trước là biết đâu mình chia tay nó luôn, nó không đi về nữa ấy. Nhưng mà không, tôi đã dùng một chiếc thẻ khác rồi, thế là thoải mái đúng không? Mất thì thôi. Cái keo 3M đấy nó dính mãi ở trên ván lướt sóng từ lúc mình đi ra cho đến lúc mình đi vào. Thậm chí mình còn cho anh em bạn bè mượn cái ván lướt sóng của mình mấy tiếng ngâm dưới nước biển và nó không bong. Thì chắc chắn là anh em có thể yên tâm về việc là dán vào và chạy xe các thứ rồi, đúng không? Rồi, có một vấn đề rất là hay ở cái mao này đấy chứ là nó dán rất là chắc và nó chỉ dán được một lần thôi. Sau khi bóc ra sẽ thành cái miếng cao su như này. Còn đây là miếng keo, bóc ra nó không dính một tí gì luôn. Đấy, và sau này nếu mà mình cần mình sẽ dán một cái lên trên này. 10 điểm về chuyện thiết kế đấy. Và rất tiếc là không phải chỉ mỗi thế, đến lúc lên bờ mình muốn tháo nó ra cũng khó anh em ạ. Review đầu tiên là chống nước, từ nãy giờ vẫn chạy. Và review thứ hai là cái này chắc vãi chửa. Không tháo được. Tôi nghĩ là chúng ta không tháo nữa mà mang cái ván này về. Thôi đi, hết review ở đây nhá. Rồi, tổng kết ngày hôm nay mệt, nhưng mà đúng là test xuống nước không sao thật.
này, bẩn này, vẫn sống rất bình thường. Cái nắp này khá là đáng tin đấy, không biết đến tối về nó chết không, nhưng mà đây là ok rồi. Tóm lại về độ an toàn thì các bạn có thể yên tâm về chiếc máy này. Ngoài ra cầm vào cái máy thôi cũng đã thấy độ cứng cáp, thấy nó nặng nặng hơn rồi anh em ạ. Đấy. Xong gắn lên những cái kia thì vừa cứng vừa không rơi ra. Dù là mình vẫn mới nhìn thấy ảnh của mấy anh bay FPV chả biết đâm này vào đầu nát bét cả ra. Mà thôi, về độ an toàn trước mắt mình chấm là 10 điểm đã. Tại vì mình hành nó lắm rồi và nó không làm sao cả. Thôi, chúng ta sẽ đến với một vài tính năng siêu tiện nữa đến từ chiếc Insta360 Ace Pro này. Tính năng đầu tiên, highlight video. Chiếc máy quay này sẽ được dùng để quay video khi các bạn chơi thể thao rất là nhiều. Và tất nhiên chơi thể thao có lúc các bạn làm cái shot đấy được, các bạn làm cái shot đấy không được, thì các bạn có thể đánh dấu vào trong cái video mà các bạn vừa quay đoạn nào là bạn các bạn sẽ lấy. Các bạn chỉ việc bấm vào trong video, bấm vào hình lá cờ bên này, giữ xuống và di xem ở đến đoạn nào các bạn thấy ok. Một đoạn video dài mười mấy phút, các bạn có thể lấy khoảng 3-4 highlight thôi cũng được. Sau này về khi edit video các bạn sẽ không phải bỏ thời gian ra ngồi xem, ngồi tìm lại. Cái việc xem và tìm lại nó thật sự là quá mệt mỏi anh em ạ. Và ở đây các bạn đã có highlight sẵn rồi, biết cắt sẵn ở đâu để lấy ra cho video chính rồi. Tiếp theo đến một tính năng nữa, đó chính là khi các bạn đang quay video, các bạn có thể pause cái video đấy lại. Đi đến đoạn nào các bạn muốn quay, các bạn bấm quay tiếp. Quá hay đúng không? Với những anh em mà ví dụ giống như mình chẳng hạn, mình đi trượt cát, mình quay cái đoạn mình trượt từ trên xuống nhưng mà mình không muốn quay cái đoạn mình đi từ dưới lên. Bây giờ tôi đã hiểu sao Hiếu nó bảo là leo lên đây khó thở. Thì mình có thể bấm pause, xong mình đi lên phía trên, xong mình lại trượt xuống phía dưới nữa. Về nhà mình sẽ có một đoạn video đầy đủ là chỉ có những cái đoạn mà mình trượt từ trên xuống thôi, không có đoạn vớ vẩn là mình đi từ dưới lên. Nhiều bạn sẽ hỏi tại sao không cắt và quay sang đoạn video khác ấy. Thì lúc này nó lại thành một đoạn video khác mất rồi, và nó lại mất thời gian cho các bạn chọn hơn, lại phải ngồi xem lại từ đầu và lại mệt hơn. Nếu các bạn nghe thấy những công việc đấy mệt ý, thì nó còn một tính năng nữa, nó cũng xem kiểu như thế, đó chính là một cái video các bạn đã quay và các bạn đã dừng rồi đúng không, các bạn có thể quay lại cái video đấy và bấm ghi hình tiếp. Lúc này cái suộc video đấy sẽ được kéo dài ra, nó quay tiếp bất kỳ những cái gì bạn muốn vào chung một cái suộc video đấy, để về các bạn edit video dễ hơn và nhanh hơn. Một chiếc action cam, nhưng mà mình thấy cái tính năng này nó giống như là khi các bạn quay ở trên ad TikTok ấy, bấm quay xong dừng làm gì làm xong lại bấm quay tiếp. Đây chính là cái điểm mà mình nói là tại sao chiếc máy này có thể nó không mạnh về phần cứng, nó không phải là cảm biến 1 inch hay gì hết, nhưng mà về phần mềm và về AI thì nó là chiếc máy đứng đầu thị trường bây giờ trong thị trường action cam. Tiếp theo, và đây là một tính năng mình rất thích, mình để dành cuối cùng, đó chính là AI rap. Thế là đợt vừa rồi mình nghĩ các bạn nghe AI cũng hơi nhiều, các bạn sẽ hơi chán, mình cũng thế, nhưng mà khi mình nhìn thấy tính năng này mình cảm thấy rất là hay. Tại vì ở trong cái tính năng AI rap này, nó có thể biến cái video của các bạn trông sống động hơn, trông gọi là tương lai hơn một tí. Và nó không phải chỉ có mỗi kiểu bấm AI rap thế là xong, cái này các bạn đăng lên mạng làm cũng được mà. Cái sự khác biệt trên chiếc Ace Pro này là các bạn có thể chọn cái vùng các bạn biến nó thành AI ở trong video, hoặc là các bạn có thể gõ thêm vào là các bạn muốn cái AI rap đấy nó biến hình cái khung hình của bạn nó thành như thế nào. Một trong ví dụ rõ nhất của việc AI giúp chúng ta nhưng mà chúng ta vẫn làm chủ, đúng không? Tổng kết lại cuối video ở đây thì mình cảm thấy là chiếc Insta360 Ace Pro này là một chiếc máy rất mạnh, nhưng mà không phải mạnh về phần cứng. Nó không có cảm biến 1 inch, nó không có gọi là thông số gì quá cao siêu cả, nhưng mà nó rất mạnh về phần mềm. Đây thật ra là một điểm mà mình nghĩ rất lợi cho cả hai bên, cả người dùng lẫn nhà sản xuất. Với người dùng chúng ta ấy, thì vì chúng ta có công nghệ trong này mà chúng ta có chip AI trong này, thì sau này những tính năng mới chúng ta có thể update qua phần mềm dễ dàng hơn rất là nhiều, thay vì việc là cứ sang mỗi năm các bạn lại phải update cái phần cứng một lần. Một tín hiệu khá đáng mừng cho những người dùng máy ảnh, máy quay nhiều như mình. Còn thôi, video đây là hết rồi. Review chiếc máy này lên không phải là quá sớm rồi, mình tin là bây giờ trên tay đã có rất nhiều anh em mua và sử dụng chiếc máy này rồi. Không biết anh em nghĩ sao, comment ở dưới cho mình biết với nhé. Và như thường lệ thôi, nếu các bạn muốn mua chiếc máy này thì link mua hàng ngay ở dưới. Bây giờ thì bye bye. Tưởng là cắt nhưng không cắt, vẫn không sao được.